Chào các bạn nha, sao vui lại chào các bạn của ta. Đấy là các bạn của ta cơ mà. Vui lắm, chào các bạn của ta. Ôi trời ơi, không được rồi các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, Su Vlog có mời hacker ta đến quay video nhá. Thử thách ta làm diều. Làm diều khung không cần vót nhá. Đấy, cứ thế như này nhưng mà ta sẽ trẻ ra để vớt thôi con ạ. Đấy, nhưng mà hôm nay ta sẽ mời lên một người nhện đây. Nhưng người nhện quên không đeo mặt nạ, người nhện ơi. Đây là giả người nhện nhện con nhá. Đây là người nhện giả con ạ. Còn ta là hacker thật các bạn nhá. Thì hôm nay mà mời người nhện đến đây này để làm chứng cho ta làm diều xem có chất lượng hay không, có đẹp hay không nhá. Bây giờ làm diều đây, khung như này ta sẽ trẻ ra và nên khung luôn, không cần vót các bạn nhá. Đấy, có một bạn thử thách ta bảo là làm diều không cần vót mỹ đẳng cấp con ạ. Đấy, không biết liệu còn làm được không hả? Người nhện dạ. Ai có trông thế mà người nhện cũng tin tưởng hacker là ta đây cơ à. Đấy thì bạn ơi, thì bắt đầu mình sẽ vót nhá các bạn nhá. À, trẻ nhá các bạn nhá. Đây một ấy như này không, mình trẻ ra thôi các bạn ạ, xong rồi để làm nên diều luôn các bạn nhá. Đấy, không biết này liệu có làm được không các bạn ơi, hay chỉ là không nên được các bạn ạ. Rồi rồi như này xong rồi thì buộc lên luôn các bạn nhá. Đấy, hơi chỉ là khó khăn các bạn ơi. Đây rồi, trẻ ra thôi để làm diều các bạn nhá. Đấy, nên được với gọi là đẳng cấp các bạn nhá. Đây thì trẻ này thôi nhá, thì bắt đầu mình bắt đầu buộc vào nhá. Đây mình trẻ này thôi nhá, mình chưa vớt cái gì nhá. Đây mình quay trực tiếp cho bạn xem. Đấy, đây mới trẻ ra bạn nhá. Đây trẻ vẫn còn vuông, đây vuông đây. Đấy bạn nhá, thì bắt đầu mình buộc vào để mình làm luôn, làm luôn diều. Còn khung cái thì mình có thể trẻ tiếp nhá, khung cái cũng trẻ qua ạ. Thế đẳng cấp bạn ơi, làm diều không cần vớt luôn các bạn ạ. Đấy, đúng là một bạn nghĩ ra thử thách quá đẳng cấp các bạn ơi. Đấy thì bắt đầu mình bắt đầu buộc khung nhá. Đây như này, đây đúng là như này, mình chưa ấy làm gì các bạn ạ. Rồi thì bắt đầu mình buộc khung các bạn nhá. Rồi bắt đầu bố con về, ta là hacker làm gì có con. Người dám nhận vơ bố rồi, người quá là không uy tín đấy các bạn ạ. Chết rồi các bạn ơi, người đây là một tên người nhận dám nhận nhầm hacker ta là bố. Ai da, đúng là tên người nhận dởm rồi, nhầm bố rồi. Đây bắt đầu nhá, xong mình sẽ chia giữa và làm cho bạn xem luôn. Rồi người nhận dối rồi các bạn ơi, người nhận bằng chứng mà không làm bằng chứng ta vớt được diều à, ta làm diều à. Rồi thì bắt đầu ta buộc luôn bạn nha, không vớt luôn, nào có diều không vớt luôn. Người nhận đẹp trai ra đây chân à, đây người nhận ra đây ta xem nào. Ôi rồi ôi, người nhận đây gọi là con người nhận đẳng cấp. Thế hả, đúng là con trai của ta. Đây quên nhầm, đây là con trai nhầm, đây đúng là con trai, đúng là con trai không hả? Đúng là con trai các bạn, đây là con trai các bạn nhá. Đây đúng là con trai của hacker ta. Đây nhầm, đúng nãy là nhầm, ta nhầm thôi các bạn ạ. Đây là đúng là con trai của hacker ta các bạn nhá, nhầm. Đấy, người nhận cũng, hacker cũng quên nhờ. Hacker cũng quên thì gọi gì là hacker đúng không? Hóa ra là con trai của mình mà mình cũng không nhớ. Đây, mình buộc vào đây. Buộc đây bạn nha, buộc luôn, lên luôn các bạn ạ, không cần vót và đảm cấp một lần. Đấy, Su Vlog dám thử thách ta xem làm ta có làm được diều không nha. Nhưng mà ta hacker, ta là hacker mà, cái gì ta cũng làm được. Đấy, các bạn muốn ta làm gì thì các bạn comment bên dưới nha, để ta sẽ thực hiện cho các bạn xem. Đấy, Su Vlog tuổi gì các bạn nha, Su Vlog chưa đã chắc đã bằng ta được các bạn ạ. Độ làm diều của ta trình độ thượng thừa rồi các bạn ạ. Đây còn Su Vlog chỉ làm diều bình thường thôi, chứ làm sao làm diều mà không cần vót như ta.
Rồi. Ta làm diều không cần vót luôn các bạn nha. Đấy. Và bạn thấy ta quá đẳng cấp không? Nếu mà đẳng cấp thì cho ta một mai nhá. Rồi. Được chưa? Ta làm diều đường được chưa? Được chưa? Ta có không cần vót. Ta chỉ cần buộc lên luôn thôi nhá. Quá chết luôn các bạn ạ. Đấy, thời xưa cần gì phải vớt. Đấy. Đây là vua làm diều hacker các bạn nhá. Nếu mà ai muốn đọa sức thì qua nhà xùm, bảo xùm gửi đến nhắn đến ta, ta sẽ thử sức với các ngươi. À, thử sức với các bạn, quên nhầm các bạn ơi. Mình nói nhầm nhá các bạn. Đấy. Các bạn thấy ta chết không? Đó. À, hôm nay ta về đây ta không có quần áo, bị mưa ướt hết các bạn ạ. Nên xồm với lốc cho ta mượn bộ quần. Quá rẻ rách các bạn ạ. Đúng nhà xồm với lốc quá nghèo. Cho ta cái quần áo quá bẩn. Không ăn thua. Các bạn nha. Các bạn phải chia sẻ cho xồm với lốc đi để xồm với lốc có tiền mà mua quần áo mới. Bây giờ cho ta quần áo cũ này ta mặc ta còn chê xấu các bạn nhá. Đấy, bây giờ ta sẽ buộc nốt khung này vào các bạn ạ. Hacker mà có gì ngang ngang ngẩm đâu, không cần vót luôn, chỉ cần trẻ ra và làm thôi các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy hacker ta có giỏi hơn xồm với lốc không? Giỏi hơn thì các bạn comment bên dưới nhá, nhớ là comment để lại một like cho ta đấy. Tuy ta là hacker xấu xí thôi nhưng mà ta biết làm mọi thứ trên đời này. Đấy, thấy chưa các bạn? Đấy, quá đẳng cấp chưa các bạn ơi, hacker ta siêu nhân làm diều rồi. Chưa có gì đánh đố được ta cả. Nào. Ngươi thấy hacker ta giỏi không? À, không giỏi à? Ấy da, ngươi dám khinh thường ta. Được rồi, và ta để xem ta làm nhá. Cần gì phải vót đâu. Chỉ cần trẻ ra là làm luôn được rồi. Ai già con trai của xùm bến lốc rất khinh thường ta. Và ta sẽ cho cái kết nhá. Thế con trai xùm bến lốc kia, người nhìn thấy ta làm diều có chết không? À, con trai của xùm bến lốc. Ai già, này cần lau mặt khinh thường à. Người quá giỏi rồi đấy. Người giống y thật thằng cha ngươi, dám khinh thường ta các bạn nhá. Xồm lê lóc trên khinh thường người khác đó. Và gặp hacker ta chỉ là tắt điện thôi các bạn ạ. Đúng không? Đấy, ta đã buộc người gần xong rồi. Và chỉ cần cong vào nữa là lên thôi, không cần phải buộc nhiều dây. Một dây ở giữa này nữa là được các bạn nhá. Các bạn thấy ta làm diều nhanh và hiệu quả thì các bạn comment bên dưới nhá. Rồi. Không cần nhiều. Chỉ cần 2 giây thôi. Làm diều đẳng cấp phải thế các bạn nhá. Rồi, ta đo như này. Để lấy cân. Đó, và ta buộc vào thôi. Không cần thiết phải đẹp, chỉ cần lên thôi. Hacker ta thì là vua diều lên rồi. Thế sao? Ngươi nhìn gì ta? Thấy ta làm diều đẹp quá à, nhìn nè. Hả? Đúng là con trai của xồm với lốc đẹp trai nhưng mà lại hay buồn cười người khác. Lần sau không được khinh thường người khác nhá. Con trai xồm với lốc mọi khi đẹp trai lắm mà sao hôm nay lại như thế này. Úi giời ơi, con trai của xồm với lốc. Đây đi bác bạn ơi, mình làm gần xong rồi. Thì con trai xồm với lốc con lấy con diều của hacker ta không? Hả? À, con lấy con diều này không? Con này không? Con lấy à? Hay ngươi chê hacker ta làm diều xấu nên không lấy? Có chê không?
Hay là ngươi có muốn biến thành hacker không? Tí ta sẽ xem cho ngươi biến thành hacker. Ngươi thích biến không? Hả? Ngươi có thích làm hacker không? Đấy các bạn ạ, mình làm gần xong con dẻo rồi, chỉ cần một tẹo là xong thôi. Không không có gì là khó khăn đối với ta cả. Còn các bạn đã biết làm dẻo hết chưa? Đấy, thấy chưa? Làm diều sắp xong rồi đấy. Các bạn ở nhà hay làm diều không? Chứ hacker ta năm nào cũng chơi diều à? Ta chơi diều to thôi. Hôm nay chơi diều nhỏ nhỏ này là hơi buồn rồi. Tại vì hacker, tại vì sồn bên lúc đưa khúc chia này quá nhỏ cho ta. Nên hơi ta hơi buồn. Tại vì ta chơi diều toàn diều to thôi. Chứ diều nhỏ này không bỏ đâu, nhưng mà ta sẽ vẫn cứ làm. Con này chỉ rơi vào tầm 80 phân thôi, quá bé so với ta. Đó. Bạn thấy ta làm diều nhanh không? Chỉ cần vắt qua qua, chỉ cần đẽo chẻ khung cái là ta đã làm xong con diều rồi. Đấy chưa? Quá đỉnh. Rồi, thấy giống con diều chưa? Con diều siêu nhất của sồn bê lốc. Chưa chắc nó bằng con diều này của ta. Ta làm rất chi là nhanh. Ý ta sẽ đâm luôn cho mọi người xem trình độ của hacker ta, xem con làm diều có siêu bằng sồn bê lốc không nhá. Nếu các bạn thấy ta làm diều ác hơn sùm bê đốc thì comment bên dưới để ta sẽ làm nhiều video cho các bạn xem hơn. Nhưng mà các bạn ạ, nhớ là phải chia sẻ nhiều cho sùm bê đốc có tiền mua quần áo nha, để ta thỉnh thoảng ta vào ta chơi ta còn có quần áo là mà ta mặc. Chứ hôm nay mưa quá mà mặc cái bộ quần áo hôi dình của hồ sùm bê đốc này hơi buồn các bạn nhá. Sùm bê đốc mặc quần áo quá bẩn, quá hôi. Nhà hình như có mỗi cái quần áo này, có mỗi bộ này sao ấy, hắn ta mặc liên tục sao ấy, mà hôi quá à. Các bạn nhớ nhá, nhớ chia sẻ cho Sùm Vlog để Sùm Vlog có tiền mua quần áo, chứ như này là không được rồi, hôi quá. Mượn bộ quần áo của Sùm Vlog mà không muốn mặc. Nhưng mà Sùm Vlog hôm nay đi đâu nhỉ? Rõ ràng thử thách ta làm mà không thấy đâu. Đấy. Các bạn thấy ta có làm điều có nhanh không? Quá nhanh. Trong vòng nốt nhạc đã xong con diều. Đấy, diều không cần vuốt mà nó là đẹp như thế này các bạn nhá, không cần vuốt luôn. Đấy. Đấy, thì bắt đầu mình làm cái khung đuôi nhá. Đấy. Và ta buộc và mình buộc vào các bạn ạ. Các bạn thấy mình có siêu không? Có đẳng cấp không? Nào coi con diều không cần vuốt này chắc các bạn buồn cười mình lắm nhỉ. Các bạn ở nhà có từng làm diều không cần vuốt như mình không? Chứ mình không phục mình quá à. Đấy. Thế nào gần xong chiếc dãy diều rồi. Mình làm siêu giấy nhá, siêu giấy cá, cá mập nhá, cá búa, cá voi nhá, nó tổng hợp ở chỗ này rồi các bạn ạ. Đó. Các bạn thấy đẳng cấp không?
quá đẳng cấp luôn. Xong mình khâu vào nữa là được con diều nhá, siêu chất luôn các bạn ạ. Đấy. Rồi. Dịch này Covid của quê các bạn thế nào rồi? Có ổn định chưa? Đỡ chưa? Cái quê mình Covid nhiều lắm. Mình là hacker nhưng vẫn bị sợ Covid các bạn ạ. Đấy, thế là mình làm xong con diều rồi. Con diều này là siêu đẹp, siêu ngầu, siêu chất. Đây, làm xong con diều như này là siêu ngầu rồi các bạn nhá. Đó, các bạn thấy mình làm diều có ngầu không? Ngầu hơn bà Tân Viên Lúc Quận nhá. Đây. Nếu mà không sinh cái bằng bà Tân Viên Lúc Quận à? Thế mình đâu? Đấy thì bắt đầu mình nhá. Bây giờ mình sẽ khâu vào là đâm lên cho bạn xem thôi. Không biết là có bay được không nhá các bạn nhá. Đây bắt đầu con diều của mình sẽ khâu lại các bạn nhá. Đây các bạn ơi. Đấy các bạn ạ. Thì mình làm xong con diều như thế này, nhưng mà mình khâu vào nữa là xong nhá. Đó. Các bạn thấy chất không? Quá chất luôn. Đối với mình nó là một kiệt tác. Đấy thì bắt đầu mình khâu nha. Mình cần một chiếc kim nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đây là một chiếc kim của mình. Đó. Và xong mình sẽ khâu con diều này. Đây các bạn, bắt đầu mình khâu. Khâu cũng phải nhanh các bạn nhá. Mình là hacker mà. Làm cái gì cũng phải nhanh, phải được. Mình mà làm không lên con diều này thì xồm với lúc cười thối mũi mình ra các bạn ạ. Con diều này làm không mất thì cũng hơi khó khăn đối với mình, nhưng mình sẽ cố gắng để làm nên. Đây. Chỉ cần luồn lên luồn xuống thôi là được. Khâu diều rất chi đơn giản nhé các bạn nha. Các bạn khâu đều thì nó đẹp, khâu thưa thì nó xấu, khâu thưa như mình thì nó đéo hoàn nhá. Các bạn thấy mình làm diều có nhanh không? Có đẳng cấp không? Đó, mình làm gần xong rồi.
đối với mình 300 cái con dấu này thì quá tầm thường luôn. Cái sùng cái nó có thử thách mà các bạn có thử thách gì khó hơn thì comment bên dưới nha. Chứ như này quá tầm thường đối với mình. Mình làm được tốt. Mỗi tội nó không nên được thôi à. Còn đâu làm được bình thường. Làm nên được mới khó chứ làm được. Làm được nhiều thì quá bình thường các bạn ạ. Các bạn có thử thách gì nhớ comment nhá. Đó. Các bạn thấy chưa? Mình đã khâu gần xong rồi các bạn nhá. Có nhanh đúng không? Thế là mình đã khô xong phần thân diều các bạn nha. Đấy, các bạn thấy thế nào? Có được không? Có chất không? Đấy, xong phần khung nha, mình sẽ cắt ra đẹp trước nha. Dăm ba cái diều này đơn giản đối với hacker mình. Các bạn không, mình mặc cái bộ quần áo của Soul Vlog này nên các bạn chắc không nghĩ mình là hacker thật nhỉ. Hôm nay mình đi trời mưa quá, bị ướt hết quần áo thì phải mặc tạm thôi. Đấy, xong con diều rồi, áo cuối nhầm vẫn chưa xong mà. Còn phần đuôi nữa mà xong rồi. Phần đuôi mình cũng khô trong vòng nốt nhạc thôi à. Mỗi tội hôm nay không có gió mấy, trời là còn mưa nữa các bạn. Có khi tí chỉ chạy thôi.
Em chào chị. Nhà chị trồng rau gì ấy? Đấy thì các bạn nói mình làm xong con diều rồi nhá. Đấy thử thách của Sùm Vlog dành cho hai cô mình đã xong. Đấy các bạn nhìn thấy xấu không? Tuy con diều này nó tự con diều này mình không vót nhưng mà chỉ chẻ ra mình làm luôn nên nó chỉ được tên này thôi bạn nhá. Rồi mình sẽ chạy thử và ra kia đâm nhá. Lên lên luôn là cấp chưa rồi các bạn nhá, kia kìa lên rồi nhưng mỗi tội là không có gió, gió hơi bé đấy. Ui. Đây lên rồi các bạn ơi. Lên rồi các bạn, lên chưa? Thì chạy bên này nào, chạy bên này. Rồi lên luôn. Phải gió nam không? Đấy, nhưng mà gió ở bên dưới nó lại một khác, bên trên nó lại khác. Hả? Đấy, không có gió các bạn nha. Đấy, lên rồi các bạn ạ. Đấy. Siêu phẩm hacker làm lên rồi nhá các bạn nhá. Mỗi tội là không có gió thôi. Rồi, siêu phẩm đây các bạn nha. Không đây, vẫn vuông đây. Vuông lên nha. Vuông đét luôn. Đó, to đùng vặt vãi luôn đấy à. Đó. Đây. Không đây, vuông luôn. Nha, đây, vuông luôn. Đẳng cấp không các bạn? Đấy, không cần vót luôn. Chỉ cần chẻ ra và làm thôi. Đấy thì các bạn ơi, gió hơi kém các bạn nhá. Mỗi tội gió kém quá. Đấm không ăn thua. Lần này nó phải đâm dây dài dài nó mới được các bạn nha. Hơi buồn. Được bởi hacker ta là mình làm diều mà lại không có gió. Chán quá đi. Dây dài ra là lên đấy nhở. Lên chưa? Nên được mỗi tội hơi ọt tí nhá các bạn nhá.